7 này. Chương 7. Hydrocarbon thơm. Bài số 1. Benzen và ankin benzen. Kin. Ben. Gen. Được chưa? Benzen và ankin benzen. Mình sẽ có một La Mã là cấu trúc này. Đồng đẳng này. Đồng đẳng này. Đồng phân này. Danh pháp này. Một La Mã cấu trúc đồng đẳng, đồng phân, danh pháp nhá. Một nhỏ cấu trúc. Thì mình nắm về thằng benzen này, đây là một cái thằng mới nhá, nó khác hoàn toàn so với bọn hydrocarbon khác. Đây là hydrocarbon thơm, được chưa? Hydrocarbon thơm là hydrocarbon mà trong phân tử chứa vòng thơm hay là chứa vòng benzen. Được chưa? Thế thì về cái cấu trúc này thì là cái bọn hydrocarbon thơm này học với tất cả những cái thằng mà chứa thằng benzen trong phân tử, nên mình cần phải nắm được cái cấu trúc của benzen như thế nào. Được chưa? Thế thì cấu trúc của benzen thì đầu tiên mình phải biết là công thức phân tử của benzen. Công thức phân tử của benzen là C6H6. Cái này được học cấp 2 rồi, nhưng nếu không nhớ thì coi như ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình nhìn thấy nó. Được chưa? Là C6H6 nhá. Được chưa? Trong cấu trúc phân tử thì gồm có 6 hydro và 6 carbon, đứa nào nhìn thấy rồi. Nhưng mà này này, 6 carbon thì xếp thành hình lục giác đều. Xếp thành hình lục giác đều. Hình lục giác đều, cái này không cần phải học thuộc mà cái này mình chỉ cần vẽ ra là được thôi. Được chưa? Đây, 6 nguyên tử carbon xếp thành hình lục giác đều, thầy viết hình lục giác đều đây cho chúng ta nhìn. Được chưa? Nhìn nha. Đấy, 6 carbon ở 6 điểm mút. Mỗi điểm mút này là 1 carbon, được chưa? Thành hình lục giác đều. Được chưa? Và 6 nguyên tử hydro. 6 hydro thì liên kết với lại 6 carbon. Đây. Hydro đây, 1 2 3 4 5 6, được chưa ạ? Thế thì vậy suy ra là cái góc liên kết, bởi vì suy ra là cái góc liên kết ở bên trong phân tử benzen, góc liên kết nó là 120 độ, kể cả góc CCC hay là góc HCC, đúng chưa? Thì đều là góc liên kết là 120 độ nhá, bởi vì nó là hình lục giác đều. Thế thì bình thường thì chúng ta viết là công thức cấu tạo thu gọn. Công thức cấu tạo thu gọn. Thu gọn của thằng benzen là mình bỏ thằng hydro đi đúng không? Thì nó chỉ còn là 6 carbon thôi. Vẽ này cho dễ nhìn. Đây, đây, đây. Dĩ nhiên bởi vì cái vòng này là vòng lục giác đều nên hoàn toàn mình viết như thế này, hay mình thay đổi, mình dịch chuyển cái vị trí của liên kết đôi thì nó cũng như nhau. Đây, đây, đây. Thì nó cũng như nhau. Đúng chưa? Thế thì rõ ràng mình học về alkadien liên hợp rồi. Thì mình nhìn thấy này. À, đây là liên kết đôi này, cách nhau bởi liên kết đơn, đúng không? Hai liên kết đôi là cách nhau bởi liên kết đơn, hai liên kết đôi cách nhau bởi liên kết đơn. Thế chính vì vậy nên người ta còn biểu thị benzen dưới dạng một cái khác. Đây là dưới dạng vòng tròn liên hợp, và từ nay mình sẽ ưu tiên sử dụng cái công thức này nhiều hơn. Được chưa? Đây nhá. Ba cách biểu thị này đều được. Nhưng người ta sẽ ưu tiên biểu thị cái vòng liên hợp này ở giữa nhiều hơn. Ok, đấy nhá, thầy vừa giảng xong chúng ta về cấu trúc nhá. Và khi mình viết thế này mình phải biết chắc chắn là ở mỗi cái đầu này nó đều có chia ra một H. Đúng không? Cái điều mình không viết H thôi. Nhá. Thế xong cấu trúc. Được chưa? Vậy mình nhìn rõ này, vậy là bên trong phân tử của benzen thì nó sẽ có ba liên kết đôi xen kẽ với ba liên kết đơn. Được chưa? Ba liên kết đôi liên xen kẽ ba liên kết đơn và có một vòng. Ok, vậy hoàn toàn bây giờ mình sang được phần 2 nhỏ. Mình sang được phần 2 nhỏ là về phần đồng đẳng. Ở trong đồng đẳng này mình sẽ có cái đầu tiên là cái xây dựng công thức tổng quát. Xây dựng công thức benzen rất là khó học nhá. Các em phải chú ý tuyệt đối vào lúc mà thầy giảng. Xây dựng công thức tổng quát.
thì vẫn như cũ, thì mình có là mọi hydro carbon của mình đều có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 trừ 2k, đúng không? Với điều kiện là k bằng số pi cộng số vòng. Vậy ở đây mình có này, số pi bằng bao nhiêu? 3 liên kết đôi thì mỗi đôi có 1 pi, 1 2 3 3 pi. Đúng không? Cộng với số vòng, mình nhìn trong này có mấy vòng? Một vòng, đừng đếm cái vòng tròn đấy nhé, đây là vòng tròn liên kết, được chưa? Chỉ có một vòng thôi ạ. Cộng 1 vòng thì bằng 4. Vậy k bằng 4 thì ngay lập tức mình suy được anh này. Cn H2n cộng 2 trừ 8 thì bằng trừ 6. Được chưa ạ? Và điều kiện là n phải lớn hơn bằng, có mấy carbon, vòng này có mấy, 6, vậy lớn hơn bằng 6. Vậy đây là công thức tổng quát của benzen và ankin benzen. Ankin benzen nhé. Tại sao lại vậy? Tại vì ankin benzen là cái nhóm thế no đính vào vòng benzen mà. Vậy suy ra này, công thức tổng quát của dãy đồng đẳng ankin benzen sẽ là CnH2n trừ 6 với điều kiện n lớn hơn bằng 6. Và mình sẽ có dãy đồng đẳng đấy, là mình sẽ có dãy đồng đẳng. Đầu tiên là thằng benzen đứng đầu. Thứ hai là C7H8, cứ cộng thêm một nhóm sẽ NH2. Thứ ba là C8H8. Thứ tư là C8H6, C7H8, C8H10 ạ. C9H12 ạ. Vân vân ạ. Ok, thế em hiểu chưa? Đấy nhá, đấy là về đồng đẳng. Được chưa? Bây giờ mình sang phần tiếp. Thầy dự định là hôm nay chỉ học đến đồng phân thôi, đến đồng phân là toang rồi. 3 đồng phân. 3 nhỏ đồng phân. 3 nhỏ đồng phân. Dạng cái 3 nhỏ đồng phân cũng mệt phết. Đồng phân của ankin benzen. Nhưng ta nhìn thấy thì C6H6, nhưng ta nhìn thấy thì anh đầu tiên là anh C6H6 thì chỉ có một đồng phân duy nhất thôi, là chính là nó. Đúng chưa? Nhưng mình sang anh thứ hai là anh C7H8, nó cách thầy phân tích này. Rõ ràng ở đây là có vòng benzen, để bài hỏi là đồng phân có vòng benzen. Vậy C7H8 chúng ta phải có vòng, vòng có 6 carbon. Vậy hướng mình phân tích như sau là bằng phân tích theo số carbon là 6 cộng 1. Vậy là sẽ có một vòng benzen. Nhớ không bao giờ được quên cái nhân ở giữa nhá. Được chưa? Cộng 1 carbon, vậy đây là một nhóm CH3. Thì nhóm CH3 có thể đính vào bất kỳ vị trí nào ở trên cái vòng này đều được, bởi vì là đây là vòng lục giác đều mà, thì thích đính vào đâu cũng được. Vậy là vẫn chỉ có một đồng phân. C66 một đồng phân. C7H8 một đồng phân. Đúng chưa? Giờ mình sang cái anh tiếp theo là anh C8H8. Thì chúng ta hoàn toàn có thể phân tích được là C8H8 thì bằng 6 cộng 2, có nghĩa là bằng một vòng benzen và cộng với lại hai nguyên tử carbon đầy đính vào nhau. Đúng chưa? Thì dĩ nhiên là hai nguyên tử carbon đính như thế này, hay là nó đính dựng thẳng đứng lên, hay là nó đính cụp sang phía bên tay trái, thì nó đều là một, đúng không? Nó đều là một, bởi vì là cái thằng liên kết đấy có thể bẻ như vậy mà, nên nó trùng nhau. Vì là 6 cộng 2 thì cũng chỉ có một đồng phân. Nhưng chúng ta tuyệt đối không được quên. Chúng ta không tuyệt đối không được quên, bởi vì là thằng này nó còn phân tích được là 6 cộng 1 cộng 1, và đây bắt đầu nảy sinh ra các vấn đề. Là đồng phân của ankin benzen nó còn có đồng phân vị trí ở trên vòng thơm. Ví dụ 6 cộng 1 cộng 1 vậy vẫn cố định là vòng benzen. Đúng chưa? Nhưng mà sẽ có hai nhóm CH3 chạy. Nhóm CH3 đầu tiên điền nó rất là dễ, là thích điền đâu cũng được, trong 6 vị trí này thích điền đâu cũng được. Nhưng bắt đầu thằng CH3 thứ hai thì là cái này nó mất đối xứng rồi, vòng mất đối xứng rồi. Trục đối xứng đây. Nhìn kỹ chưa? Vậy là vị trí này với vị trí này là giống nhau. Đúng chưa? Vậy có thể điền thằng này là 1 thì 1. Vị trí này với vị trí này giống nhau, 2 2. Đúng chưa? Và vị trí ở cuối là khác biệt là 3. Ok, tương ứng với thằng số 1. Thằng số 1 thì viết ra đây cho chúng ta nhìn nhé. Lần duy nhất viết C C. Thằng số 2 C C. Thằng số 3
C C được chưa? Vậy tổng cộng mình có mấy đồng phân ạ? 1, 2, 3 cộng 1 nó là 4 đồng phân. Vậy C8H8 chúng ta tổng cộng có 4 đồng phân nhé. Hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu chưa nào? Tiếp. Vậy mình thử làm xem C9H10 thì có bao nhiêu đồng phân? C8H10 thì có đây vòng benzen đúng không? Nó bằng là 6 cộng với lại 2 C C một đồng phân này. Một carbon cố định này, một carbon còn lại chạy này. 2 3 4. Vậy là C8H10 có 4 đồng phân. Đúng chưa? Và chúng ta có một cái bài tập về nhà đấy là C9H12 thì có bao nhiêu đồng phân đúng không? Đây là bài tập về nhà của các em. Đúng chưa? Bài tập về nhà chúng ta là C9H12 có bao nhiêu đồng phân. Thì bây giờ chúng ta xem này. C9H12 chúng ta phân tích nhé, bằng 6 cộng 3. 6 cộng 3 này. 1 2 3 này. 6 cộng 3 này. 1 2 3 này. 2 đồng phân chưa? Nhìn rõ chưa? 6 cộng 2 cộng 1. Nhìn kỹ nhá. 6 cộng 2 cộng 1 này. C này, C này. Thế nó có trục đối xứng đây đúng không? Vậy là thêm này. Hoặc carbon một hoặc nhóm CH3 đính vào đây. Ở vị trí số 1, đính đây vị trí số 2, đính đây vị trí số 3. Đúng chưa? Vậy là 6 cộng 2 cộng 1 thì có thêm 3 đồng phân nữa. Vậy đây đang là 1 này, 2 này, cộng 3 này là 5 rồi. Đúng chưa? 6 cộng 1 cộng 1 cộng 1 thì có thêm bao nhiêu nữa? 6 cộng 1 cộng 1 cộng 1 thì có thêm bao nhiêu nữa? Chúng ta nhìn kỹ nhá. C này. C này. Được chưa? Chỗ này là 1 2 này, cộng 3 là 5 rồi. Lúc CC này thì trục đối xứng đây. Điền một carbon nữa là 6 này, điền một carbon hoặc điền một carbon đây là 6 này, hoặc điền một carbon đây là 7 này. Được chưa? Tiếp theo. Vẫn là 6 cộng 1 cộng 1. Được chưa? Hai C cách nhau thì trục đối xứng đây. Nếu điền carbon vào đây thì bị trùng. Nếu điền carbon vào đây thì bị trùng với thằng 7. Được chưa? Vậy là chỉ điền được thêm một thằng vào đây thôi này. Thằng số 8. Được chưa? Vậy là suy ra là C9H12 của chúng ta thì có 8 đồng phân nhá. 8 đồng phân. Đấy. C9H12 của chúng ta có 8 đồng phân. Ok chưa? Ta xem phần đồng đẳng đồng phân được chưa? Giờ mình sang phần tiếp theo. Phần 4 nhỏ. Giờ mình sang phần tiếp theo, phần 4 nhỏ. Là phần mình học về 4 nhỏ là phần danh pháp. Hơi bị lệch lệch thì 4 nhỏ danh pháp. À, tên của các danh pháp của alkyl benzen ấy, tên của bọn alkyl benzen thì tên nó thường được gọi bằng thứ nhất là danh pháp. Thì đầu tiên thì ta sẽ có là danh pháp thường với danh pháp thay thế, đúng chưa? Thì thằng đầu tiên mình học đến là A nhỏ, tên thường. Tên thường ở đây thì ví dụ như thằng đầu tiên là thằng C6H6. Đó thằng benzen đã. Đúng chưa? Thằng thứ hai là C7H8 toluen. Được chưa? Thằng thứ ba trong số những thằng mình cần nhớ thôi nhá, mình học những thằng cần nhớ thôi. Là thằng thứ ba thì phải viết như thế này, chúng ta nhìn này. À, nó là thằng C6H5 CH CH3 hai lần. Tên nó là cumen. Thằng thứ tư là thằng C6H5 CH2
H3 thì tên của nó là styren. Được chưa? Đây, thằng số 1 này, thằng số 2 này, thằng số 3 này, thằng số 4 này. Được chưa? Thường thường thì khi đi thi ý, thì chúng ta thường chỉ gặp đến bốn thằng này thôi. Được chưa? Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà muốn biết thêm thì thường thì chúng ta đều là các bạn mà đã học cái khóa này của thầy thì đều là các bạn mà có thành tích khá là ổn cả. Thì chúng ta cần phải nắm thêm một anh nữa, được chưa? Chúng ta cần phải nắm thêm một anh nữa. Nhá, thì một anh nữa ở đây của chúng ta là anh Silen. Silen thì nó có đầy đủ các cái thể loại Silen. Thì thầy cứ ghi thế này thôi, để chúng ta nhìn. Năm nhỏ. Thì cái thằng Silen đây là thế nào nhỉ? Ý nào chúng ta dễ hiểu đây, viết này. CH3 này. CH3 thì đây tên gọi là Silen. Tại sao thầy lại ghi cái CH3 nối ở trong cái vòng này ra? Tại vì thế này, CH3 phải đính vào đây thì là Silen nhá. Thằng này cũng là Silen, thằng này cũng là Silen. Đấy chưa? Tùy với từng vị trí này thì sẽ có tên của Silen khác nhau. Ok. Nhá, tùy với từng vị trí ở đây thì sẽ có tên của thằng Silen khác nhau. Ok. Đấy nhá. Thế thì đấy là xong về tên thường. Thế thì song song với tên thường thì nó sẽ có là tên thay thế nhá. Song song với tên thường thì bọn này nó sẽ có một cái tên nữa là tên thay thế. Ok. Thì mình có sang cột thứ hai này, cột tên thay thế. Tên thay thế. Được chưa? Và ở đây mình có này, tên thay thế nhá, thì benzen thì nó vẫn giữ nguyên là benzen, nhưng toluen này thì nó thấy viết về cái về viết lại thằng toluen nhá, thì viết lại thằng toluen này. Viết lại về toluen. Thì chúng ta nhìn thấy bản chất của nó là một cái nhóm thằng CH3 đính với gốc của C6H5 nhá. Thì thằng CH3 thì tên nhóm thế nó là gì? Mẹ đúng không? Metin. Metin benzen. Ok chưa? Vậy bọn này là một này. Đấy, C7H8 hay là C6H5 CH3 còn được gọi là toluen hoặc là metin benzen. Thế thì cái tên là toluen này hay bị dùng nhiều hơn. Nhá. Là thằng cumen. Cumen thì còn được viết tại dưới dạng như thế nào thì cả lớp cùng nhìn nó phải viết. Đây. C này. C này. C này, nhìn thấy ba carbon chưa? Ba carbon này thì có một cái nhánh chìa ra ở vị trí này nên nó được gọi là iso iso propyl benzen. Được chưa? Thế vậy là cumen thì còn được gọi là iso propyl benzen nhé. Đấy, các lớp chú ý. Được chưa? Thế còn nhiều bạn đã thắc mắc thằng styren đúng không? Chúng ta cùng nhìn thằng styren nhé. Styren đây. Viết đây cho chúng ta bớt thắc mắc đi. CH nối đôi CH2. Đấy chưa? Thế nhìn kỹ nhá. Vậy đây là nhóm thế gì? Nhóm thế vinin. Vì vậy nên styren còn được gọi là vinin benzen. Được chưa? Styren còn được gọi là vinin benzen. Ok, hiểu chưa? Thế còn là bây giờ chúng ta sang một cái nữa này. Sang một cái khó hơn này. Là bọn silen thì thế nào? Silen này như chúng ta nhìn thấy nó sẽ có 3 vị trí đánh nhá, nhìn kỹ này. Đầu tiên này. Đây. CH3 vào đây. CH3 ở đây đúng không? Được chưa? Thế nếu mình đánh số nhá, đánh số này thì đánh đây là số 1, đây là số 2. Chứ mình không đánh vòng là 1 2 3 4 5 6 là đây là 1 với 6 thì chết. Tại vì là mình ưu tiên làm sao cho cái số chỉ mạch nhánh hay số chỉ vị trí là nhỏ nhất mà. Được chưa? Thế nên là đây là 1, đây là 2 luôn. Thì đây là 1,2 này. Dimetin này. Benzen này. Đấy, cả nhà hiểu chưa? 1,2 dimetin benzen. Được chưa? Tương tự nhá, tương tự này. Thế là mình sẽ có thằng silen nữa này. Đây. Một carbon đính đây. Một carbon đính đây. Thì nó sẽ là 1 2 3 vậy đây là 1,3 chứ không là 1 2 3 4 5 là không được, 1,5 là không được. Đấy chưa? 1,3 đi metin benzen.
Ok chưa? Đấy nhá, mình có là 1,3 dimethylbenzen. Với tương tự mình sẽ có một cái thằng cuối cùng. Tương tự mình sẽ có một thằng cuối cùng. Carbon đây. Carbon đây. 1 2 3 4, nó là 1,4 đi metin benzen. Ok chưa? Thế là mình có là 1,4 đi metin benzen. Thế thì đây là những cái tên gọi là bình thường, thông thường nhất, đây là danh pháp thay thế, thì chúng ta sẽ ít khi chúng ta bị phải gọi như là 1,2 dimethyl benzen hay là 1,3 dimethyl benzen hay 1,4 dimethyl benzen. Chúng ta sẽ rất ít. Mà với cái bọn vòng benzen ấy thì chúng ta lại còn nảy sinh ra một cái tên nữa là tên bán thay thế. Mà cái tên này hay dùng nhiều hơn. Được chưa? Cái tên bán thay thế này được đặc tả khi có một cái gốc R cố định vào đây. Được chưa? Khi có một gốc R cố định vào cái vòng benzen này rồi thì lúc này này, nếu nhóm thế thứ hai đính vào vị trí carbon tiếp theo thì đính vào vị trí carbon này này thì được gọi là ốc thô nhá. Nếu đính vào vị trí carbon này thì được gọi là meta, đây ốc thô meta, và đính vào vị trí cuối này thì được gọi là vị trí para nhá. Vị trí ốc thô thì viết tắt là O, vị trí meta thì viết tắt là M, và vị trí para thì viết tắt là P. Được chưa? Cả nhà hiểu chưa? Thế vậy tương tự thì đối xứng với bọn này thì đây cũng là vị trí ốc thô này. Đây cũng là vị trí meta này. Và có một vị trí para thôi. Nhá. Thế thì ứng dụng vào luôn cái anh này thì thầy gọi này. Giả sử anh này thì coi là cố định này. Thì đây là cái nhóm này là nhóm đính vào thằng carbon ở ngay bên cạnh nó đúng không? Vậy đây nó sẽ là ốc thô này. Dimetin này. Benzen này. Đấy, được chưa? Chúng ta nhìn thấy là nó dễ nhìn hơn, nó dễ chịu hơn cái việc là nhiều số kia. Đúng không? Tiếp tục nhá. Nếu anh dưới này này thì đây là vị trí số 1 này. Đồng đính vào đây không có, đính cách một carbon, và đây là vị trí meta này. Nhìn đúng không? Đây đúng này. Đây đúng vị trí meta chưa? Meta này. Dimetin này. Benzen này. Ok chưa? Cuối cùng này, đây là vị trí 1,4 này. Vậy đây là ốc thô meta para đúng không? Vậy anh này sẽ là para này. Dimetin này. Benzen này. Đấy, cả nhà hiểu cái cách gọi tên này chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây thì thầy sẽ có cái tên gọi cái anh này sẽ có một cái tên thường nữa, đúng không? Tên thường anh này sẽ là gì? Octosilen. Octosilen. Silen. Silen. Anh này sẽ là meta silen. Được chưa? Anh này sẽ là para silen. Ok chưa? Octo meta para silen. Ok, cả nhà hiểu chưa? Cả nhà hiểu chưa? Hiểu hiểu cái chỗ này chưa? Đấy. Cố gắng giảng cực kỳ dễ hiểu để cho chúng ta loát, để cho tất cả chúng ta cùng hiểu nhé. Giảng cực kỳ chậm luôn. Để ý xem có gì thắc mắc thì hỏi. Ok nhá. Mình sang phần tiếp theo nhá. Mình sang phần tiếp theo nhá. Sang phần tiếp theo là phần hai la mã tính chất vật lý. Hai la mã tính chất vật lý. Hai la mã tính chất vật lý này. Thế thì tính chất vật lý thì chúng ta cần lưu ý một điều này. Benzen và các ankin benzen. Benzen và các ankin benzen. Là những hợp chất không màu, không tan trong nước. Thứ nhất là không màu. Thứ hai là không tan trong nước. Thứ ba là tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đã không tan trong nước thì chắc chắn nó sẽ tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
dung môi hữu cơ. Đấy chưa? Đấy, tan nhiều trong dung môi hữu cơ nhá. Nó đều là tất cả các chất nó đều có mùi, và mùi là mùi thơm hóa học. Đều có mùi thơm thơm. Được chưa? Thơm nhẹ, mùi thơm nhẹ. Nhưng nó đều có hại cho sức khỏe, nên thôi thầy cứ gọi nó là có độc. Đều cực kỳ hại cho sức khỏe chúng ta nhá. Đấy là về tính chất vật lý, thấy chưa? Ghi vào vở nhá. Ba la mã. Cái này cái quan trọng nhất này. Tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì tất cả các benzen và ankin benzen thì đều có tính thơm, nhớ kỹ nhá, tính thơm. Thế tính thơm là gì? Là tính dễ thế, khó cộng, nhớ chưa? Tính thơm là tính dễ thế, khó cộng. Thế tại sao lại nói là dễ thế khó cộng? Thì chúng ta cùng quan sát nhé. Mình xét về một nhỏ. Đầu tiên là phản ứng thế nhá. Một nhỏ mình xét về đầu tiên là phản ứng thế. Được chưa? Thế thì với cái phản ứng thế thì có rất nhiều cái thể loại phản ứng thế. Thì cái đầu tiên mình xét là phản ứng halogen hóa. Halogen hóa. Với cái phản ứng halogen hóa thì như thầy đã nhắc thì nó hay là sử dụng hai cái tác nhân, đó là tác nhân clo và brom. Ở mỗi một loại điều kiện khác nhau thì nó sẽ thế vào một loại vị trí khác nhau. Ví dụ như thế vào nhánh thì với thế vào nhánh này. Thế vào nhánh thì là điều kiện như bình thường là ánh sáng kích thích nhá. Cứ có ánh sáng kích thích thì thế vào nhánh. Thì cái phản ứng thế này là như ankan. Như ankan. Được chưa? Thầy có ví dụ cho chúng ta xem nhá. Ví dụ này. Như là anh C6H5CH3 mà tác dụng với lại clo tỷ lệ 1:1, điều kiện ánh sáng kích thích. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta nhìn này, chúng ta có 5 hero và 3 hero thì mình phải vẽ cấu trúc là để mình nhìn rõ xem thằng nào ở vị trí nào nhá. Đây. C6H5 đây. Ok chưa? Đây là CH3 đây. Được chưa? Sẽ có 5 hero đứng đây, 1 2 3 4 5. Và 3 hero đứng đây, 1 2 3. Được chưa? Thế thì đây là ánh sáng kích thích ạ. Ánh sáng kích thích thì sẽ thế hero của carbon no ạ. Nhớ, ánh sáng kích thích thì thế hero carbon no. Vậy trong này thì thằng nào carbon no? Để carbon có vòng này, thơm này thì là carbon thơm. Carbon thơm, carbon thơm, carbon thơm, carbon thơm, carbon thơm. Và đây cũng là carbon thơm. Thế vậy chỉ ở trong này chỉ mỗi thằng carbon no thôi. Được chưa? Vậy thì nó sẽ thế ở vị trí này. Ok. Thế vậy là khi cộng với clo thì cái này nó sẽ tạo thành là đây. Cấu trúc đây. C và clo thế một hero đây. Được chưa? Hay nó cái khác là ở đây nó sẽ tạo thành là C6H5CH2Cl cộng HCl. Đấy là lý do mà tại sao thì nó là cái phản ứng này nó như ăn ca nhá. Thế nhánh này như ăn ca. Ok, hiểu không nhỉ? Thế còn thế vào vòng thơm thì sao? Thế hero của carbon thơm thì sao? Đây, thế hero của carbon thơm thì nó sẽ cần một cái điều kiện khác nhá. Điều kiện để thế vào hero carbon thơm này nó khắc nghiệt hơn. Điều kiện đó là bột sắt nhá, bột sắt và nhiệt độ. Vậy sau này chúng ta cứ nhớ này, cứ điều kiện bột sắt nhiệt độ thì sẽ thế hero của carbon thơm. Được chưa? Cả nhà hiểu chưa? Cứ bột sắt và nhiệt độ thì sẽ thế hero carbon thơm. Cái này là cái đặc biệt nhá. Cái này là cái đặc biệt riêng của chỉ bọn benzen và ankin benzen mới có nhá, nên là rất hay thi. Được chưa? Ví dụ này. Ví dụ này, mình cũng lấy cái thằng toluen như vừa nãy thôi, mình cũng lấy cái thằng toluen như vừa nãy nhá. Đây. Toluen như vừa nãy. Ok chưa? Đây nha, một carbon chìa ra này. Thì khi mà cho tác dụng với brom khan, chú ý phải là brom khan, tỷ lệ 1:1, bột sắt xúc tác, đúng chưa? Bột sắt này, nhiệt độ này,
Được chưa? Bột sắp nhiệt độ này. Thì ngay lập tức này, brom sẽ thay thế một trong năm hero ở bên trong vị trí này. Bây giờ chúng ta nhìn nhá, nhìn chú ý nhá. Thì viết hero cho chúng ta nhìn này. Đây là cái có hero đây này, hero đây này. Hero đây này. Hero đây này. Hero đây này. Vậy là nó đều có khả năng, một thằng brom đều có khả năng thế một trong năm hero này. Thế thì thế một trong năm hero này thì chúng ta xét về cái trục đối xứng này. Thì brom thế vào hero này thì cũng như thế hero này. Brom thế hero này thì cũng như thế hero này. Đấy, thế hero này thì khác biệt. Đúng chưa? Vậy thì suy ra là thế với brom khan thì nó sẽ có khả năng tạo thành ba sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất carbon đây. Được chưa? Brom thế thằng hero này. Đây Br. Đây cộng HBr. Được chưa? Tiếp tục này, sản phẩm thứ hai này. Đây carbon đây này. Đúng chưa? Brom này thế với hero dưới này. Đây. Br thì cộng với lại HBr mé này. Đây là chuỗi các khả năng xảy ra thôi. Cuối cùng này. Brom thế với hero ở đây. Vị trí meta. Carbon này. Brom thế vị trí meta này. Cộng với HBr. Ok chưa? Thế thì ở đây là sách giáo khoa nhé, viết bị sai. Được chưa? Ở đây sách giáo khoa viết bị sai. Các em hoàn toàn có thể mở sách giáo khoa là các em quan sát. Là ở trong sách giáo khoa chỉ ghi hai sản phẩm thôi. Sản phẩm này là octo brom toluen. Octo brom toluen. Sản phẩm này ghi là beta para brom toluen. Được chưa? Sản phẩm dưới này là trong sách khoa không có ghi à? Sản phẩm dưới trong sách giáo khoa không có ghi. Nhưng mà chúng ta học về phản ứng hữu cơ phải hiểu rồi. Phản ứng hữu cơ là phản ứng xảy ra theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau và tạo thành hỗn hợp sản phẩm khác nhau. Chúng ta nhìn thấy brom khan có thể vào đây, vào đây, vào đây, nên nó sẽ hoàn toàn có thể tạo được thành ba sản phẩm. Đấy chưa? Hoàn toàn nó có thể tạo thành ba sản phẩm. Đấy chưa? Thế tại sao lại phân tích ở sách giáo khoa sai? Tại vì trong sách giáo khoa ghi là anh này chiếm 41% này. Và anh này thì chiếm 59% này. Đúng chưa? Thế cho này hỏi 41 cộng 59 100% rồi không có phần trăm nào thành này. Đúng không? Thực ra thì là sách giáo khoa đang làm tròn hơi quá khiến cho học sinh hiểu nhầm. Thực ra thì cái anh meta brom toluen này sinh ra rất là ít. Sinh ra rất là ít nhá, thực nghiệm nhá, thằng này sinh ra rất là ít, xấp xỉ là gần bằng là 0,000001%. Nên người ta có thể làm tròn bằng không. Nhưng mà tại sao lại có điều đấy xảy ra? Tại sao đều cùng là ba anh hero? Đúng chưa? Thế mà thằng thì 41%, thằng thì 59%, thằng thì gần như là không có phần trăm nào. Đấy mới là sự đặc biệt của phản ứng thế và carbon thơm các em ạ. Đấy mới là sự đặc biệt của phản ứng thế và carbon thơm nhá. Thế thì vào hero của carbon thơm. Thế thì ở đây thì các nhà khoa học là người ta nghiên cứu được quy tắc thế nhá. Nghiên cứu được quy tắc thế. Thế là vậy là suy ra chung quy là ở đây chúng ta phải học là học cái chính, học về quy tắc thế nhá. Quy tắc thế. Được chưa? Thế thì cái quy tắc thế này thì trước khi mình nắm cái quy tắc thế này nhá, trước khi mình nắm cái quy tắc thế này, mình phải hiểu một số cái vấn đề nho nhỏ như sau đã. Để hiểu được quy tắc thế mình phải hiểu được một số cái vấn đề nho nhỏ sau đã. Đây nhá. Là thầy giải thích một số vấn đề nho nhỏ đây. Là cái này là giải thích bên ngoài thôi, các thầy cô ở trên lớp sẽ không bao giờ giải thích cho bọn em. Thế nên là để ý nhá. Cái vòng này là vòng liên hợp bền này. Được chưa? Đầu tiên mình có là cái vòng này vòng liên hợp bền. Đúng chưa? Khi có một nhóm thế cắm vào đây. Ok, thì nó sẽ chia thành hai loại, hoặc là nhóm R đẩy E, hoặc là nhóm R đẩy E. Hết sức tập trung nhá. Hai là nhóm R chào hàng khoai. Nhóm R hút E. Ok chưa? Được chưa? Hết sức tập trung vào đây nhá. Một là nhóm R đẩy E, hai là nhóm R hút E. Với nhóm R đẩy E thì sao? Và với nhóm R hút E thì sao? Chúng ta hết sức tập trung. Nếu nhóm R đẩy E, được chưa? Nếu nhóm R đẩy E thì nó sẽ đẩy E vào đây. Đúng chưa? Thì dẫn đến là anh này đẩy ra đây. Electron đấy, electron đẩy này. Electron đẩy đây. Electron đẩy đây.
Được chưa? Và chúng ta nhìn thấy là khi mà R đẩy E vòng benzen thì tự nhiên do cái hệ thống tuần hoàn này. Được chưa? Hệ thống electron liên hợp này, pi liên hợp này, nó sẽ khiến cho electron ở vị trí octo, vị trí para nhá, nhiều lên. Được chưa? Và do vị trí octo và vị trí para nhiều lên dẫn đến sẽ ưu tiên thế vào vị trí octo và para. Octo và para. Ưu tiên thế vào vị trí octo và para. Và chúng ta nhìn hoàn toàn như cái anh là anh toluen hay là metinbenzen. Được chưa? Như anh toluen hoặc metinbenzen. Thì chúng ta nhìn thấy nhá, cái nhóm thế của chúng ta đây. Nhìn kỹ vào. CH3. Được chưa? Nó đẩy E vào. Vì là nó làm cho mật độ E ở vị trí octo và vị trí para nhiều hơn, dẫn đến sản phẩm chính là octo brom toluen và para brom toluen. Được chưa? Đấy nhá. Thế thì vậy thì trong quá trình mình đi học, thằng nào thằng đẩy E? Trong quá trình mình học, thằng nào thằng đẩy E? Thằng nào thằng hút E? Đấy, đúng chưa? Thế thì thằng đẩy E là những thằng no nhá. Thằng đẩy E là những thằng no, là bao gồm những thằng nào? Là thường các nhóm alkyl này, những nhóm OH này, những nhóm NH2 này, những nhóm OCH3 này. Thế các em chỉ cần nhớ những cái nhóm này thôi. Alkyl này, OH này, NH2, OCH3. Thực ra còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Nhưng thi thì chúng ta chỉ thi mài này. Thường thi anh này, quá lắm đến anh này ít thi. Được chưa? Thì nó là những nhóm đấy. Vậy có nghĩa là mình nhớ rằng là nếu có một thằng alkyl đính vào đây, hoặc OH đính vào đây, hoặc NH2 đính vào đây, hoặc COCH3 đính vào đây, thì phản ứng thế sẽ ưu tiên thế vị trí octo para. Ok. Thế còn với R hút E thì sao? Với R hút E sao? Chúng ta lại nhìn nhé, cái vòng thầy vẽ này. Với R hút E. Ôi, tôi chết rồi, vẽ cái vòng tròn này chúng ta không nhìn rõ. Sorry. Đây ạ. Với R mà hút E ra khỏi vòng thì sao? Khi R hút E ra khỏi vòng thì đây, E bị hút với R. Đúng chưa? Vậy thì tương tự theo cái vòng liên hợp này, đúng không? Đây chúng ta nhìn nhá, theo cái vòng liên hợp này. Đây E bị hút. Vậy là electron cũng bị hút đi bởi các vị trí octo para. Đúng chưa? E bị hút đi bởi các vị trí octo para. Thế thì vậy là với nhóm R hút E thì nó làm giảm mật độ electron ở các vị trí octo và para. Được chưa? Với R hút E. Với R đẩy E. Thế thì với R hút thì mật độ electron của octo và para bị giảm sút đi. Thế thằng meta có ảnh hưởng gì không ạ? Meta có bị ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng ít hơn. Đúng chưa? Giả sử này, mật độ E của octo là như này, para là như này, meta là thấp xuống như thế này. Được chưa? Thế nhưng bây giờ là bị hút do R hút E. Do giờ sau khi hút. Được chưa? Đây là octo này, đây là para này, đây là meta. Sau khi bị hút thì đây, thằng octo thì giảm tịt xuống đây. Thằng para thì giảm tịt xuống đây. Thằng meta thì bị hút một ít thôi thì nó vẫn hút một tí thôi. Đây. Thế lúc này mật độ E ở trong meta lại nhiều hơn. Được chưa? Mật độ E của meta nhiều hơn thì dẫn đến nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta. Được chưa? Ưu tiên thế vào vị trí meta. Nhá, cái này quan trọng nhất đấy, cái này quan trọng nhất của bài benzen đấy. Quan trọng bậc nhất luôn, mà chúng ta mà không nắm được là toang đấy. Được chưa? Ở trên lớp là các thầy cô giảng là giảng không theo cái hình thức là không tài nào hiểu nổi nhá. Trên lớp thì cô sẽ giảng theo hình thức là không tài nào hiểu nổi. Và bắt đầu sang cái phần này là bắt đầu khó rồi. Phải tập trung hết sức 200% vào học nhá, thì mình mới nắm được. Được chưa? Ưu tiên thế vào vị trí meta này. Do ưu tiên thế vào vị trí meta thì mình sẽ có này, các nhóm hút E là các nhóm không no. Không no thì thường là bọn nào? Vinin, NO2. Được chưa? Vân vân.
Được chưa? Hiểu chưa? Thực ra chưa hiểu đâu, mình phải viết phương trình mình mới hiểu nhá. Thế vậy suy ra thì tóm tắt được vào cái chỗ hàng quy tắc này. Quy tắc thế. Được chưa? Quy tắc thế nhá. Thì đây sẽ tóm tắt lại cho chúng ta nhìn quy tắc thế. Quy tắc thế đây. Đầu tiên mình vẽ này ra. R. Được chưa? Quy tắc thế phụ thuộc vào R. Nếu R no, nếu R đẩy E, thì những thằng nào, những thằng đẩy E mở ngoặc đơn ra, alkin OH NH2 OCH3 vân vân, thì sẽ ưu tiên, ưu tiên thế vào vị trí octo và vị trí para. Được chưa? Nếu R hút E mà ngoặc đơn vinin NO2 COOH CHO, thì ưu tiên vào vị trí meta. Được chưa? Đây, octo này. Đây meta này. Đây para này. Octo này. Meta này. Được chưa? Hiểu chưa? Đấy nhá, vậy là phải ghi cái chỗ thằng quy tắc thế vào đây. Và ghi cái giải thích của cái quy tắc thế vào. Phải ghi cái quy tắc thế vào, xong ghi cái giải thích của quy tắc thế vào thì mới hiểu được, nếu không là toang đấy. Phần benzen rất là khó luôn, benzen rất là khó nhá. Ghi cả cái phần giải thích của quy tắc thế vào đây, để này cho dễ ghi nhá. Vừa nãy thầy giảng rồi, giờ ghi vào. Ví dụ số 1 là viết phương trình này và xác định sản phẩm chính. Đầu tiên là anh etin benzen mà tác dụng với lại brom, xúc tác bột sắt, nhiệt độ tỷ lệ 1:1. Thứ hai là anh nitrobenzen. Hai là anh nitrobenzen. Tác dụng với lại brom, xúc tác bột sắt, nhiệt độ tỷ lệ 1:1. Phải chữa nhá, nhìn nhá. Bột sắt nhiệt độ này, vậy là thế vào hydro của vòng benzen. Xác định anh này có trục đối xứng. Đúng chưa? Đây là vị trí octo, đây vị trí meta, đây vị trí para này. Được chưa? Mình nhìn thấy nhóm CH5 là nhóm alkin. Được chưa? Nhóm là nhóm alkin. Nhóm alkin là nhóm no, nhóm no thì ưu tiên theo cái quy tắc thế của chúng ta nhá, theo cái quy tắc thế đây. Đây quy tắc thế chúng ta đây. Là những cái thằng mà nhóm đẩy E alkin thì ưu tiên octo và para. Vậy suy ra sản phẩm chính của chúng ta nó sẽ ưu tiên vào hai vị trí octo và para. Vậy mình sẽ có này, sản phẩm chính đầu tiên này. C2H5 vào vị trí octo brom. Được chưa? Sản phẩm chính thứ hai. C2H5. Đúng chưa? Vào vị trí này. Vậy là mình được anh này là octo brom. Không phải là metin brom, etin benzen. Và anh sản phẩm chính thứ hai là para brom etin benzen. Ok chưa? Thằng số 2 này mình nhìn này. Đây là nhóm thế NO2.
Nhóm thế NO2 thì thầy đã ghi rất rõ ràng trong này. Là nhóm thế gì? Đây, NO2 là nhóm thế hút E, không no mà, nên ưu tiên thế vào vị trí meta. Được chưa? Đấy, thì chỉ cần nhớ cái chỗ này của thầy thôi nhá. NO2 này, NO2 này sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta này. NO2 này, Brom này, vị trí này, meta này, Brom này, nitrobenzene. Ok, cả nhà hiểu chưa? Nói chung là khi mà mình đã hiểu bài rồi thì mọi thứ mình làm đối với mình thì nó đơn giản và dễ hiểu thôi nhá. Mình sẽ sang cái phần tiếp theo là phần vừa nãy là mình đang ở là A nhỏ rồi, halogen hóa, với lại là hai cái việc là thế và nhánh và thế của hydrocarbon thơm, trong đó có thế hydrocarbon thơm, hydro của carbon thơm là quan trọng nhất. Bây giờ mình sang cái phần tiếp theo là phần B nhỏ. B nhỏ là phản ứng nitro hóa. B nhỏ, B nhỏ phản ứng nitro hóa. Nitro hóa, B nhỏ phản ứng nitro hóa. Thế thì phản ứng nitro hóa nó sẽ như sau này. Mình sẽ có là có thằng benzen là C6H6, thì nó khi cho tác dụng với HNO3, được chưa, trong môi trường H24 đặc. Nếu mà mình viết phương trình phân tử này thôi thì mình sẽ không nhìn ra được cái phản ứng nó xảy ra như thế nào nhá. Thế bây giờ mình phải viết dưới phương trình cấu tạo, nhìn nhá, nhìn kỹ này, phải viết nó dưới phương trình cấu tạo. Thì riêng thằng benzen nó có 6 hydro, thì hydro nào trong 6 thằng hydro này đều như nhau đúng không? Đây, được chưa? Thế bây giờ cho nó tác dụng với HNO3 thì nó, HNO3 thì nó biến thành thế này, HONO2 trong môi trường H24 đặc. Thế thì H24 đặc nó có vai trò là gì? H24 đặc thì nó cực kỳ nó háo nước. Vì nó sẽ làm sao nó sẽ tách nước được của bên trong thằng này ra. Vậy mình nhìn này, anh này có H, anh này có OH. H sẽ kết hợp với OH để tạo thành nước. Đúng chưa? Vậy là thằng H24 nó có cái cần nó cần hút rồi. Thế thì vậy thì khi bây giờ H với OH bị hút rồi, thì thằng này còn NO2 bơ vơ thì NO2 sẽ thế này để tạo thành NO2 cộng H2O. Ok. Và tên anh này là nitrobenzen. Nitrobenzen. Ok, cả nhà hiểu chưa? Được chưa? Hiểu chưa? Thế tiếp tục nhá, thế tiếp tục này. Thế bây giờ nếu mà thầy cho nitrobenzen mà tiếp tục phản ứng nitro hóa thì thế nào? Nhá. Nhìn kỹ này, nếu bây giờ thầy mà cho tiếp tục thằng nitrobenzen mà phản ứng tiếp nitro hóa thì thế nào? NO2 tiếp tục tác dụng với HO NO2 trong môi trường H24. Sorry, ở đây thầy phải cố định nó là tỷ lệ 1:1 nhá, 1:1 nhá, nhìn kỹ nhá. Dĩ nhiên này OH này nó cũng sẽ đi với H, nhưng lúc này là đi với H nào? Chúng ta lưu ý này, trục đối xứng này, vị trí octo này, meta này, para này, octo này, meta này, para này. Thì chúng ta quan sát nhá, do nhóm NO2 là nhóm thế không no nên nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta. Đúng chưa? Vậy nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta. Đây, NO2 vị trí meta, NO2 cộng H2O. Ok, cả nhà hiểu chưa? Và anh này thu được sản phẩm là meta đi nitro benzen ạ. Meta đi nitro benzen. Ok chưa? Meta đi nitro benzen. Đấy nhá. Đấy là với cái thằng mà benzen xong rồi là thằng nitro benzen. Thế bây giờ liệu cái thằng mà toluen thì phản ứng thế nitro như thế nào? Toluen thì phản ứng thế nitro như thế nào? Toluen đây, CH3. Anh này là nhóm thế no, đúng không? Trước hết anh này nhóm thế no đó. Tác dụng với HO NO2 trong môi trường H2SO4 đặc, tỷ lệ 1:1. Đúng chưa? Thì vẫn như cũ thôi. Nó sẽ thế với hydro, nhưng lúc này là thế hydro nào? Chúng ta lưu ý là CH3 chúng ta là nhóm thế no. Đúng chưa? Nhóm thế no là nhóm thế đẩy E. Vậy nó sẽ ưu tiên thế ở vị trí octo và vị trí para. Vậy thì nó sẽ có tạo thành hai sản phẩm chính nhá. CH3 này
NO2 này cộng với H2O này, đúng chưa? Hoặc là sản phẩm thứ hai, cũng là sản phẩm chính thứ hai là CH3 này, NO2 này cộng với lại H2O này, được chưa? Thì anh này là octo nitro toluene, được chưa? Và anh này sẽ là gì? Para nitro toluene. Ok, hiểu chưa? Hiểu chưa? Và cái thằng không no ấy thì phản ứng thế nó sẽ khó khăn. Còn cái thằng no thì phản ứng nó sẽ dễ dàng hơn. Được chưa? Đấy, nhìn tổng quan cái. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà viết phương trình phản ứng nitro hóa cực kỳ hay nhá. Cực kỳ hay, cực kỳ thú vị để cho các em cùng có thể học được cái phần mà về phần benzen này. Giờ chúng ta sang một cái nhỏ nhỏ chút xíu nữa nhá. Thế các em có tò mò rằng là chủ của cái giải thưởng Nobel nhá, cái ông Nobel ấy thì ông làm giàu bằng gì không? Và ông làm giàu bằng chính cái phản ứng sau này. Đây, vào ngày đẹp trời thì ông ấy khi mà chế tạo thuốc nổ thì ông ấy nghiên cứu ra, ông ấy cho quá tay thôi, cộng với lại HO này, NO2. Lúc này là ông ấy cho cực kỳ dư ạ. Đấy chưa? Đây, H2S4 đặc. Đấy chưa? Không còn là tỷ lệ nữa, bởi vì ông ấy cho nhỡ tay nên là cho dư. Hóa học rất là hay, thường nó xảy ra những cái điều tình cờ. Nó giống kiểu tiếng sét ái tình vậy. Đây, CH3 này. Quá tay đúng không? Quá tay thì NO2 sẽ thế hết vào cái vị trí này. Cộng với bà nước. Đấy chưa các em? Và lúc này thì một sản phẩm đặc biệt xảy ra. Anh này thì sẽ có tên gọi là, nhìn này, trinitro. Trinitro toluen. Viết tắt TNT. Viết tắt TNT. Thấy thuốc nổ chưa? Thuốc nổ TNT. Và cho đến bây giờ thì kể cả tất cả mọi loại bom hay mọi loại sức công phá thì đều được tính bằng cái theo ký của thuốc nổ TNT. Sau khi nghĩ ra thuốc nổ TNT này thì ông này cực kỳ giàu lên. Bởi vì ông ấy không mang đi thuốc nổ TNT để giết người, mà ông ấy mang đi để khai thác đá. Thì như các em biết được ngày trước là chúng ta dùng mỏ chim, cuốc chim, được chưa? Búa để khai thác đá thì bằng tay thì nó rất là mệt mỏi. Bây giờ ông dùng thuốc nổ bùm phát, thế là được bao nhiêu đá đúng không? Thế là mọi người lúc đấy thì ông này, bởi vì là nó là gọi là đột phá mặt khoa học và kỹ thuật nên dẫn đến là ông này rất là giàu, giàu lên rất là nhanh. Nhưng sau đó vào chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cái thuốc nổ TNT của ông này lại được sử dụng để mang đi đánh nhau, giết nhau, đúng chưa? Và khiến cho rất nhiều người chết, đúng chưa? Thế thì khi ông nhìn thấy thế thì ông rất là thất vọng. Thế chính vì vậy nên là ông ấy bảo là thế thì bây giờ cái sản phẩm cuối cùng của ông ấy thì không được mang đi giết người như vậy, thì ông ấy mới lại là nghiên cứu và ông ấy thôi, ông ấy quyên góp tài sản của ông ấy để cho vào trong Viện Hàn lâm Khoa học để thúc đẩy cái khoa học kỹ thuật và công nghệ để nó làm sao mà nó tốt cho loài người. Thế lúc đấy thì mới sinh ra cái giải thưởng Nobel, được chưa? Đấy là về trinitrotoluene và TNT. Đấy, hóa học nhá. Hóa học toàn những người siêu giàu thế giới thôi. Được chưa? Cái người mà làm chủ của thương hiệu Coca-Cola cũng là một nhà dược phẩm. Dược phẩm thì đã đi từ hóa học nhá. Chủ của Pepsi cũng thế, được chưa? Nobel cũng thế. Đấy, thế nên là các em học giỏi hóa này thì các em giàu. Ok. Đấy nhá, đấy là thầy vừa nói xong về cái phản ứng nitro hóa. Được chưa? Đấy, và thầy cũng nói xong về cái cơ chế. Thì trong này chúng ta còn một cái phản ứng đặc biệt nữa. Chúng ta còn một cái phản ứng đặc biệt nữa. Đây chúng ta chỉ đi học những phản ứng đặc biệt thôi. Thì thầy muốn chúng ta phải nhớ thêm một cái phản ứng này nữa thôi. Thực ra không phải là nhớ mà là mình hiểu. Được chưa? Đó là cho toluen. Toluen mà tác dụng với lại brom dư thì sao? Chúng ta nhìn nhá, toluen này. Thì lưu ý cho thầy là toluen tác dụng với lại brom dư vẫn là xúc tác bột sắt nhiệt độ ạ. Vẫn là xúc tác bột sắt nhiệt độ ạ. Thì nó sẽ tạo thành thế này. Phản ứng này không xảy ra điều kiện thường nhá. CH3 này. Được chưa? Brom này. Anh này là nhóm thế, là nhóm thế CH3 đúng không? Nhóm thế CH3 thì no thì ưu tiên thế và octo và para, vậy nó thế full octo và para. Được chưa? 3HBr. Và anh này được gọi là tri-brom toluen.
kết tủa màu trắng. Kết tủa màu trắng. Được chưa? 3 bro, tủa đây. Ok nhá. Sang hai nhỏ phản ứng cộng. Hai nhỏ phản ứng cộng. Thế thì do là ở bên trong cái cấu trúc thằng benzen ấy nó có ba liên kết pi nên là nó luôn luôn nó có phản ứng cộng. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta cần lưu ý là bọn benzen và ankin benzen đầu tiên á. Benzen và ankin benzen thì không là mất màu dung dịch brom. Không là mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường nhá. Benzen và ankin benzen không là mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Ok. Nhưng mà nó có tác dụng với lại hydro. Benzen tác dụng hydro thế này. Đây thì vẽ chúng ta nhìn. Mấy liên kết pi ạ? 1, 2, 3 liên kết pi ạ. Cộng với lại 3 liên kết pi thì cộng với mấy hydro ạ? 3 hydro. Để tạo thành phá hết pi đi ạ. Ok chưa? Hay viết cách khác anh này là C6H6 cộng với lại 3H2 để tạo thành C6H12. Anh này tên gọi của nó là cyclohexan. Cyclohexan. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn một phản ứng nữa là cho benzen. Mà tác dụng với lại clo. Nhưng không phải điều kiện thường nhá, không phải điều kiện thường nhá, mà ở điều kiện chiếu sáng. Ánh sáng thôi ạ. Thì ba nó cũng ăn ba thằng clo để tạo thành. Đây. Cl đâm tua tủa này. Cl 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 Cl. Thì tên anh này được gọi là hexachloran. Hexachloran. Hay còn được viết tắt là 666. Đây là thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu cực độc. Ngày xưa thường hay được sử dụng trong thuốc trừ sâu nhưng bây giờ bị cấm rồi. Nhá, sau này đứa nào làm nông dân thì nhớ là đừng sử dụng cái loại thuốc này nhá. Được chưa? Đấy, thì đấy là về phản ứng cộng. Ba nhỏ phản ứng oxy hóa. Ba nhỏ phản ứng oxy hóa. Nhiều người bảo là benzen này không bị oxy hóa, cái này là sai. Được chưa? Chúng ta lưu ý này. Benzen thì không tác dụng với lại dung dịch cao bằng đầu 4 hay là dung dịch thuốc tím. Nhớ nhá. Nhưng mà toluen. Toluen. Được chưa? Hay là C6H5 CH3 thì không tác dụng với dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường thì nó không tác dụng nhá. Nhưng mà khi đun nóng nhẹ. Đun nóng nhẹ thì làm mất màu. Vậy suy ra cái hai cái tính chất này suy ra được ứng dụng để làm gì? Ứng dụng để phân biệt. Được chưa? Ứng dụng để phân biệt thằng benzen và thằng toluen. Nhớ nhá. Hai và hai cái thằng này dùng để ứng dụng để phân biệt giữa thằng benzen và toluen. Ok. Thế còn một cái cuối cùng nữa, đây là phản ứng cháy. Nhá, một cái cuối cùng là phản ứng cháy. Thì các cái thằng mà benzen và thằng ankin benzen cháy thì tỏa nhiều nhiệt nhưng mà sinh ra nhiều muội than. Phản ứng cháy hoàn toàn này, CnH2n trừ 6 này cộng với oxy này thì tạo thành gì? N lần CO2 cộng với lại N trừ 3 lần H2O. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là anh này là 1. Thầy không cân bằng oxy nhé. 1 này thì này N, thì là N trừ 3. Thì với việc mà chúng ta đã học từ lâu rồi thì chúng ta sẽ luôn luôn có là NCO2 trừ N nước. Trừ N nước chia cho N cháy. Chúng ta nhìn kỹ nha. NCO2 trừ N nước thì bằng 3 đúng không? Chia N cháy là chia 1 thì phải bằng 3 không? Hay tương đương với là NCO2 trừ đi N nước
chia cho 3 thì bằng lời cháy. Ok chưa? Ok chưa? Đấy, chúng ta phải hết sức chú ý nhé. Hết sức chú ý cái sản phẩm này của cháy này, cái hệ quả này của phản ứng cháy này. Được chưa? Đấy, cái hệ quả là ứng dụng để phân biệt này. Hết sức chú ý. Thuốc trừ sâu cũng phải chú ý, bởi vì rất hay bị hỏi này. Được chưa? Tri-brom-toluen kết tủa trắng nó có màu là mình phải nhớ này. Được chưa? Những cái thằng quan trọng là mình phải nhớ hết. Được chưa? Thế vì vậy nên là ở đây thì chúng ta vừa, thầy vừa mới giúp chúng ta là tìm hiểu hết toàn bộ về tính chất hóa học của bọn benzen và ankin benzen. Vậy thì suy ra ta sẽ có một cái nhận xét cuối cùng là benzen làm sao nhỉ? Dễ thế, khó cộng và bền với tác nhân oxy hóa. Bền với tác nhân oxy hóa chứ không phải là không bị oxy hóa, nó có khả năng bị cháy bởi oxy. Ok, nó có khả năng bị cháy bởi oxy, chuyện bình thường đúng không? Xong nhá, xong nhá, xong nhá, xong nhá. Xong về chúng ta sang phần cuối cùng của ngày hôm nay, đấy là điều chế và ứng dụng 4 la mã. Điều chế ứng dụng. Điều chế ứng dụng. Một nhỏ điều chế. Thế thì điều chế benzen thì đơn giản thôi. Nhá, chúng ta đã có một cái phương trình điều chế benzen là đi từ 3 thằng C2H2 nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành C6H6. Đúng chưa? 3 thằng C2H2 nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành C6H6. Ok. Thứ hai đó là bọn benzen hay là toluen hay hay silen thì thường được tách bằng cách trưng cất dầu mỏ hoặc nhựa than đá. Được chưa? Trưng cất dầu mỏ hoặc nhựa than đá. Trưng cất dầu mỏ hoặc là nhựa than đá. Được chưa nào? Hoặc là chúng nó còn được điều chế từ ancan hoặc các cycloancan thôi. Điều chế đi từ các ancan hoặc cyclo ancan tương ứng. Ứng dụng. Ủa, ứng dụng trong sách giáo khoa có ứng dụng đúng không? Thầy nốt là một vài cái ứng dụng cơ bản nhé. Đầu tiên là sản xuất chất polymer này. Sản xuất các polymer. Ví dụ như là chất dẻo, tơ, sợi. Được chưa? Sản xuất ra phenol, anilin trong gì nhỉ? Dược phẩm này. Hoặc là phẩm nhuộm này. Trong dược phẩm hoặc là phẩm nhuộm. Ok. Đấy. Thế là xong về toàn bộ phần tính chất hóa học, hay là xong về toàn bộ tổng quan về benzen và ankin benzen. Nhá.